Lại thêm một vụ tai nạn xảy ra tại Bình Dương, một con bò điên gây náo loạn trên đường rồi hút vào người tham gia giao thông, khiến ít nhất 6 người bị thương. Vào khoảng 20 giờ 30 ngày 26 tháng 5, một con bò chạy trên đường Huỳnh Văn Lũy, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, hướng ra quốc lộ 13. Con bò có dấu hiệu bất thường, chạy điên cuồng rồi hút vào nhiều người đang đi xe máy trên đường, làm bị thương ít nhất 6 người. Xe máy của các nạn nhân bị hư hỏng nặng. Do con bò hung hãn nên không ai dám tiến lại gần, thậm chí lực lượng chức năng cũng không dám tiếp cận. Sau khi hút nhiều người đi đường, con bò chạy vào một quán ăn bên đường. Lực lượng chức năng sau đó huy động công an, dân phòng và cảnh sát cơ động đến hiện trường để tìm cách khống chế con bò đi. Đến 21 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân đã khống chế được con bò và đưa về khu đất trống để đảm bảo nó không làm hại người đi đường. Công an phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một yêu cầu ai là chủ con bò thì liên hệ đơn vị này để được giải quyết.